Hai, cô Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip chia sẻ về cách để dán gạch tường cũ nha cả nhà. Thì ở đây mình đang sửa chữa cái căn nhà bếp á. Thì mình cái tường này là tường cũ, tường sơn bê, rồi mình đã có vệ sinh nha nè. Đó, vệ sinh dài qua tới đó luôn. Thì cái bếp này cũng mới xây, mình cũng dán cái mặt ở trên rồi. Giờ mình sẽ dán nguyên cái khu vực này. Đây là tường cũ thì mình đã vệ sinh sạch sẽ luôn. Thì cách để sẽ vệ sinh á, thì đa số mình thấy của người ta là dùng búa để bầm cái tường này nè cả nhà. Tường cũ sơn mà bê á thì bầm ra thì dán thì nó cũng không thấy hiệu quả cho mấy. Rồi mình đã vệ sinh bằng cách như vậy. Thì cách này mình cũng có làm lâu rồi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn xem để mình có thể làm ở nhà để cho cái bức tường dán gạch cho nó chắc. Gạch nó không bị bợp ra nha. Thì đây mình dùng cục đá mài. Rồi thì cái tường trên này thì mình dùng cái loại đá mài này nha cả nhà. Đó. Đá mài này mình mài cho sạch ba cái bột ra. Đó, bột ra tới tường mà nó có cái độ nhám như vậy nè. Đây là cả nhà thấy tự rõ không? Đó, có độ nhám như vậy. Thì mình mài xong rồi mình dùng cái lử cắt gạch đó. Đây là cái lử cắt gạch mình đã dán trong máy nè. Thì mình cắt cho một cái đường nó sâu vô nha cả nhà. Cũng cái nhà kỹ hơn nữa thì cắt vô cho nó đụng tới cái gạch trong cũng được, hoặc là ở ngoài thì cũng được nha, nhưng mà càng sâu thì càng tốt nha cả nhà. Cắt cho có đường như nè. Thì khi mình dán gạch hồ mình thì nó sẽ chạy vô trong cái rãnh như vậy, nó sẽ bám vô trong cái tường này là nó không bị bợp ra. Mình phan mình bắt những cái máng đồ treo gì chăng nữa cũng không bợp cái miếng gạch mình ra nha cả nhà. Thì ở đây mình sử dụng là đây là keo dán gạch nha, nano cabu A500 nha, pha với xi măng để tiết kiệm tiền đó cả nhà. Thì đa số thì tường cũ mình dán là dùng keo không, nó rất là chắc chắn luôn nhưng mà nó hao tốn kém nha. Mình pha chung với xi măng thì tỷ lệ một bao như vậy là 20 kg nè. Một bao như vậy là 20 kg. Bộ này 20 kg 24 thôi. Có bao như vậy là 25 kg nha cả nhà. Đây là một bao 25 kg. Thì 25 kg này là mình pha được là hai bao xi măng kia nha. Hai bao xi măng là một bao keo như vậy. Đó là mình pha tỷ lệ như vậy thì cả nhà xem canh để mà pha với nhau. Nó như khi này là mình pha rồi nè, nó rất là dẻo. Thì mình dán lên cái tường đó, nó cũng dễ chỉnh. Khi nó khô lại nữa rất là cứng nha, bấm tường rất là ok. Dán tường đây mình cũng rồi mình tưới nước lên nha. Mình dùng nước mình tưới lên cho nó sạch cái bột để mình đánh này trong này ra, nó bám trong mấy cái kẽ này. Thì mình sẽ tưới nước cho nó chảy ra sạch hết mình mới dán được. Thì ở đây kinh nghiệm mình làm như vậy cho cái tường nó chắc đó, mình chia sẻ cho cả nhà, cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi video của mình có hay, hữu ích, nhớ đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Bên đây mình cũng vệ sinh hết rồi, để mình dán cái tường này rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Rồi thì ở đây mình sẽ sử dụng cái bay găng cưa này nha cả nhà. Thì cái bay găng cưa này bữa đó mình đã chế cho cả nhà xem. Thì mình sẽ sử dụng cái bay này để dán lên cái tường này nha. Rồi mời cả nhà xem mình làm như thế nào nha.
mình bỏ vô lên cái rồi. Thank you.
Rồi, mình cũng sớm giờ cũng dán gạch cho cả nhà xem đó. Thì cách để xử lý cái tường cũ để dán gạch đó thì mình cũng chia sẻ rồi. Thì mình cũng dán từ khu vực này vòng qua đó nghe cả nhà, cũng là xong. Rồi mình biết bao nhiêu thì mình chia sẻ cho cả nhà và các bạn xem. Thì mình cũng kết thúc clip nha. Rồi bên đây thì để dán khúc sau. Tại vì mình chia sẻ thì mình dán khúc nào hoàn thiện rồi đó mình cho cả nhà xem. Rồi, hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.